Ở phần thi chung kết nhóm A hạng cân 59kg của nữ môn cử tạ, Hoàng Thị Duyên là hy vọng giành huy chương vàng còn lại duy nhất của đoàn Việt Nam ở bộ môn này. Trong phần thi cử giật, vận động viên quê Lào Cai đã có một lần thực hiện thành công ở mức tạ 95kg, nằm ngoài các vị trí trong top 3. Sang đến phần thi cử đẩy, Hoàng Thị Duyên thực hiện thành công ngay lần đầu với mức tạ 113kg. Tuy nhiên, khi nâng mức tạ lên 119kg, tiệm cận với mức tạ khi cô ở phong độ cao nhất là 120kg, nữ đô cử của chúng ta đã không thành công trong cả hai lần thực hiện. Chung cuộc với tổng cử là 208kg, Hoàng Thị Duyên đã đứng ở vị trí thứ 5. Cũng ở nội dung này, nữ vận động viên Xin Chun Ku của Đài Loan Trung Quốc đã giành về tấm huy chương vàng, thiết lập một loạt kỷ lục mới của Olympic. Truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.